Ở tập tiếp theo của Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, top 59 thí sinh xuất sắc nhất của Miss Cosmo Việt Nam 2023 đã phải đối mặt với những thử thách đầu tiên vô cùng khốc liệt và mới lạ tại Cosmo Space, trạm tôi luyện. Chào mừng các thí sinh của Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Miss Cosmo Việt Nam 2023. Và tại trạm tôi luyện sẽ có hai hoạt động chính được diễn ra. Đó chính là những lớp học, huấn luyện đặc biệt cùng với các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Trong suốt hành trình Hoa hậu tới nay mười mấy năm, có những ngày rất là u tối. Bạn phải vịn vào một cái niềm tin nào đó. Đối với chị thì đó là sách. Chị đọc sách rất là nhiều. Và nó mở ra, có những quyển sách chị đọc 2-3 lần chị mới hiểu hết. Em phải truyền động lực cho những bé này mà thiếu tự tin. Em phải dùng hết năng lượng của em. Chị muốn em nghiêm túc với thử thách này. Để giúp các bạn có thể trau dồi những kỹ năng cần thiết và tôi luyện bản thân mình để đến với thử thách xếp hạng. Love is love. Dưới ánh đèn sân khấu, ý chí là được nung nấu. Em hiên ngang kiêu hãnh và bước ra, nhưng đây không phải là lần đầu. Mọi người hãy shout out cho các chị em của chúng em ạ. Tuy ba mà một, tuy một mà ba, tông thì tông, 700. Đàn kêu tích tịch tình tan, ai mang công chúa dưới hang trở về. Hãy bình chọn cho thí sinh Huỳnh Đào Diễm Trinh số báo danh 086 trong hành trình chinh phục chiếc vương miện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 thông qua nền tảng Event Vista. Em bị căng thẳng. Bảo Ngọc nói về câu chuyện của mình, Bảo Ngọc lại nói ngập ngừng, phải nói bằng con tim, đừng học thuộc bài. Cứng người, ít nhất em phải có một câu trả lời. Cái chuyện dân số già thì nó liên quan gì đến hôn nhân đồng giới? Ủa là không lẽ tự dưng cưới nhau khác giới thì bớt già đi hay sao? Đúng không? Tức là nó không liên quan đến nhau cả. Yeah, make Vietnamese like, people love her. Yeah, but no really, like, for this kind of question, normally people, they will give keywords. Thank you for your English today. Okay. Thực sự là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhất là cái năm 2022, đã đặt ra một cái tiêu chuẩn rất là cao cho những cuộc thi Hoa hậu. Khoan, nãy bạn nói là bạn chưa xin phép không... Em chưa sẵn sàng để trả lời câu hỏi. Không sẵn sàng trả lời và câu hỏi này. Và bạn chọn cách là trình bày quan điểm của bản thân với ban giám khảo. Đúng nó rồi. Nhiều khi lỡ cái vòng giới thiệu bản thân từ phía trước chứ đâu phải là vô vòng này nữa đâu. Cho phép em được tĩnh tâm. Alo. Nhưng mà chị không thấy có một miếng tự tin nào hết luôn. Chị không hiểu là em đứng đây để làm gì. Khi bạn đứng tại đây chính là lúc mà bạn nhận được câu hỏi thứ hai từ ban giám khảo dành cho bạn. Nó là một câu hỏi quyết định tính sống còn. Nếu bạn không thể hiện tốt, bạn không trả lời tốt, bạn phải là người ra về. Vậy thì em hoàn thiện rồi em vẫn đi thi. Còn đâu nếu mà em như thế này nó làm mất thời gian của tất cả mọi người. Chúng ta không làm như vậy nữa. Trời ơi, tức quá. Ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người tiếp tục đồng hành với hành trình Made Not Born, tôi luyện lên tôi. Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo của Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ sáu ngày 3 tháng 11 năm 2023 trên kênh YouTube chính thức Uni Network, siêu ứng dụng giải trí Vion, và 20 giờ 45 phút trên YouTube B Entertainment.